Chào các bạn, đây là môn kỹ thuật lập trình mã số 1027. Phần này chúng ta sẽ thảo luận về hàm. Thì như các bạn đã thấy, từ đầu môn học tới giờ chúng ta đã thấy một cái hàm mà xuất hiện gần như là tất cả mọi trong tất cả các cái ví dụ, đó là hàm main. Đúng không nào? Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ thảo luận chi tiết hơn về hàm là gì và những cái cách các bạn sử dụng hàm nó quan trọng như thế nào. Thì đầu tiên các bạn sẽ để ý là nếu như cái chương trình của các bạn mà chỉ sử dụng một hàm main duy nhất thì nó có rất nhiều cái bất lợi. Thứ nhất là viết code mà với một cái đoạn code dài như vậy có thể lên tới ngàn dòng, thậm chí triệu dòng code, thì cái code của bạn mà viết trong một hàm như vậy nó sẽ rất là khó để các bạn viết một cái code cho đúng đắn. Hay nói khác là lỗi sẽ rất là nhiều. Thứ hai là các bạn sẽ gặp cái vấn đề về debug. Tại vì khi mà code mà dài, không có phân chia gì hết như vậy, thì các bạn sẽ rất là khó để biết là chỗ nào trong code của các bạn là cái nơi gây ra lỗi. Nhiều khi là cái lỗi nó dắt dây mà các bạn không biết. Rồi các bạn cũng sẽ thấy là một cái hệ thống lớn không ai viết như vậy hết, bởi vì nó sẽ khó để các bạn mở rộng. Và vì lý do đó cho nên là cái code đó sẽ rất là khó tái sử dụng. Hay nói khác, giả sử như các bạn viết một chương trình có 100 tính năng đi, rồi các bạn muốn viết một cái chương trình khác tương tự chương trình này, nó có khoảng chừng đâu đó 80% cái chức năng của chương trình cũ và thêm 20-30% chức năng mới. Như vậy thì gần như là các bạn không thể nào tái sử dụng cái code cũ, mà các bạn bắt buộc phải viết lại hoàn toàn. Lý do là tại vì những cái tính năng đó nó liên đới, nó liên hệ với nhau rất là nhiều ha? Cho nên cái tính tái sử dụng ở đây rất là quan trọng. Được chưa? Đó là lý do tại sao chúng ta cần hàm. Thì về hàm trong ngôn ngữ thì khá là đơn giản. Hàm chẳng qua là một nhóm các cái phát biểu mà được đặt cho nó một cái tên. Hay nói cách khác lúc này là gì? Là các bạn gom nhóm những cái đoạn code mà làm một cái tính năng nào đó thành một cái unit, một cái module mà các bạn có thể tái sử dụng được. Như vậy giống như các bạn tưởng tượng một cái hàm trong toán nhận vào input và xử lý xong rồi tính ra output, thì đó là cái khái niệm về hàm, có những điểm tương đồng mà chúng ta thấy trong 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 ngôn ngữ lập trình. Đối với những ngôn ngữ khác thì các bạn sẽ thấy người ta định nghĩa hàm với nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên là đối với ngôn ngữ C++, ngôn ngữ biên dịch này, thì các bạn sẽ thấy là để định nghĩa hàm chúng ta có hai cách. Không phải hai cách mà xin lỗi là hai cái dạng. Dạng đầu tiên là dạng khai báo. Thì khai báo hàm là một cái dòng phát biểu mà cho trình biên dịch biết là cái hàm đó nó được gọi như thế nào. Tức là cái cách sử dụng cái hàm đó. Được chưa? Chỗ này chúng ta hay dùng bằng một cái từ là prototype. Rồi, cái thứ hai là định nghĩa, hay còn gọi là hiện thực hàm. Thì hiện thực hàm hay định nghĩa hàm chẳng qua là gì? Là một chuỗi những cái phát biểu để làm cái công việc của cái hàm đó thôi. Không có gì đặc biệt hết. Ha? Như vậy các bạn thấy ở đây là gì? Chúng ta có một cái khai báo hàm, thì nó bao gồm kiểu trả về của cái hàm đó. Tức là cái giá trị bạn muốn trả về là gì? Tên hàm và danh mục đối số và hết. Được chưa? Nhiều cái phát biểu này rất là đơn giản, và chúng ta gọi cái khai báo hàm này là prototype. Được chưa? Và cái hiện thực hàm thì giống như các bạn đã thấy trước đó, nó cũng là cái đoạn khai báo code đó, nhưng mà các bạn sẽ viết code trong cái đoạn đóng mở ngoặc này ha? Rất là dễ. Rồi bây giờ nói tới hàm thì các bạn có một số lưu ý sau. Một hàm các bạn có thể nhận vào đối số, nhưng mà nếu như các bạn không cần nhận đối số thì cũng được, bạn để cái phần đối số đó rỗng thôi. Như vậy cái phần đối số này là không có yêu cầu bắt buộc. Chà, nó sẽ thay đổi cái có những cái lưu ý về đối số mà tôi sẽ nói với các bạn sau ha. Rồi về cái kiểu dữ liệu trả về thì trong hầu hết các trường hợp các bạn viết cái hàm thì có lúc các bạn, đa số trường hợp là các bạn muốn trả về một giá trị nào đó. Tuy nhiên điều này là không bắt buộc. Tại vì sao? Tại vì có những lúc mà các bạn chỉ muốn gọi một cái đoạn code đó làm một cái công việc nào đó thôi. Ví dụ như là bạn muốn
đẩy cái buffer xuống tập tin, hay là bạn muốn nhận vào cái dữ liệu vân vân các kiểu, thì những cái đó các bạn không cần trả về giá trị. Nếu như điều đó xảy ra thì các bạn hoàn toàn bỏ trống cái phần kiểu trả về, và lúc đó các bạn dùng cái kiểu là void ha. Thì cái này nó sẽ tùy thuộc vào ngôn ngữ. Ví dụ như có những ngôn ngữ như là Pascal rất là cổ điển thì họ lại phân chia ra là một cái hàm bình thường thì bắt buộc phải trả về giá trị, tức là một cái kiểu nào đó, và nếu như các bạn không trả về giá trị thì nó gọi là procedure, nó phân ra function và procedure chứ nó không có để chung hả. Rồi, và các bạn cũng có thể có những cái danh mục đối số thay đổi tùy thuộc vào tình huống, tức là trong định nghĩa hàm nó có cái định nghĩa cho phép các bạn tùy biến cái đối số, thì tôi sẽ thảo luận với bạn cái này sau ha, nó cũng là một trong những phần mở rộng. Như vậy thì các bạn thấy ở đây trong cái ví dụ này chúng ta có một cái hàm không nhận vào đối số và cũng không có kiểu trả về. Thì hàm này tên là display message. Chỗ này là prototype ha. Nó báo cho trình biên dịch biết là à, có một cái hàm tên là display message không có đối số và trả về kiểu void. Thì giống như tôi nói, void là một kiểu dữ liệu mà rỗng, không có đại diện cho cái gì hết. Có nghĩa là bạn không nhất thiết phải trả về bất kỳ giá trị nào. Được chưa? Và tôi viết cái định nghĩa này thì có nghĩa là tới lúc này tôi gọi cái hàm này. Cái hàm này không cần phải biết hiện thực như thế nào, tại vì lúc đó trình biên dịch không quan tâm. Trình biên dịch chỉ cần biết là à, chỗ này tôi gọi hàm thôi. Thì miễn sao tôi gọi cái hàm này nó đúng với lại cái prototype mà tôi khai báo trên này là ok. Được chưa? Rồi. Như vậy thì tới khúc này trình biên dịch dịch từ trên dịch xuống, thì tới khúc này mọi thứ vẫn ok. Và tới lúc này thì trình biên dịch mới thấy à, đây là cái hiện thực của cái hàm này. Thì tôi sẽ dịch cái code này ra một cái đoạn mã của display message, và trong cái quá trình liên kết mã nguồn, xin lỗi, chính xác là nó nằm ở cái khúc mà liên kết cái mã đối tượng á, object code á, thì các bạn mới thấy là cái lời gọi đây nó sẽ gọi xuống cái hàm hiện thực ở dưới này ha. Rồi các bạn sẽ thấy là đây là một cái ví dụ khác cho các bạn một cái hàm mà hàm này không trả về giá trị gì hết nhưng mà nhận vào hai đối số. Thì các bạn sẽ thấy ở đây là có nhiều cách để viết code khác nhau. Thì thí dụ như đây tôi viết cái prototype là void display num sum integer integer. Tôi cũng có thể viết là void display num integer a integer b. Tôi viết vậy hoàn toàn hợp lệ, không có vấn đề gì hết. Chỗ này tôi viết void display num integer integer b. Tôi cũng có thể viết xin lỗi, void display num integer a integer. Các bạn lưu ý ở đây là khi các bạn viết một cái khuôn hình hàm á, prototype á, thì các bạn không nhất thiết phải khai báo tên biến cho cái tham số. Có những lúc mà các bạn muốn thì các bạn viết cho nó rõ ràng, các bạn không muốn thì các bạn bỏ qua. Tại thực ra đối với ngôn ngữ á, khi các bạn khai báo một cái hàm cho trình biên dịch biết, thì cái nó quan tâm là gì? Cái kiểu của từng cái đối số, từng cái parameter đó là kiểu gì. Tức là cái thực sự nó quan tâm là cái này, chứ nó không quan tâm tới cái tên biến. Cái tên biến nó chỉ có ý nghĩa khi bạn viết cái hiện thực thôi. Tại sao? Tại vì lúc này là bạn sử dụng trực tiếp những cái biến đó, cho nên là bạn phải cho nó một cái tên, đúng không? Như vậy chú ý giùm tôi ha, prototype thì không cần cái tên biến, nhưng mà cái hiện thực thì cần, vậy thôi, đúng không? Rồi, đây là một cái ví dụ khác cho các bạn thấy một cái hàm mà trong đó cái hàm này trả về một giá trị.
Thì đơn giản thôi, bạn muốn trở về giá trị thì bạn khai báo cái kiểu giá trị trở về. Ví dụ như trong trường hợp này là tôi tính tổng hai cái số và các bạn có hai cái đối số integer, tôi cộng lại tôi trả về ha. Như vậy thì khi các bạn trở về giá trị thì các bạn dùng cái từ khóa return ở đây, giống như tôi hay viết cái return 0 ngay trong cái hàm main vậy, được chưa? Rồi, này không có gì đặc biệt. Bây giờ chúng ta nói qua một cái khái niệm là hàm inline. Đây là một cái khái niệm tồn tại trong ngôn ngữ này. Thì tại sao phải có hàm inline? Tại vì các bạn sẽ thấy là một cái hàm thông thường khi các bạn hiện thực á, nó gọi là regular functions. Còn hàm inline á, là một cái hàm không không có chính quy. Hay nói cách khác là nó giúp cho các bạn giải quyết một số tình huống liên quan đến thời gian thực. Hình dung như thế này. Các bạn có một cái đoạn code. Cái đoạn code đó, giả sử các bạn chạy cái code đó cỡ chừng 1.000 lần chẳng hạn. Được không nào? Và 1.000 lần thì cũng chả có gì là nhiều. Nhưng mà nếu như các bạn tưởng tượng là các bạn phải lặp lại cái đó cỡ chừng 10 triệu lần, thì cái overhead gọi hàm của chúng ta sẽ rất là lớn. Như vậy cái hàm inline đây là gì? Khi các bạn khai báo một cái hàm inline á, thì trình biên dịch sẽ cố gắng chèn cái đoạn code của cái hàm đó vào trong cái chỗ mà bạn gọi hàm. Như vậy thì nó sẽ giúp cho các bạn tăng cái hiệu suất bằng cách là gì? Giảm overhead trong cái quá trình gọi hàm. Được chưa? Giảm cái overhead. Vậy hàm inline thì nó giống như một cái hàm bình thường, ngoại trừ việc là bạn khai báo bằng việc là để một cái từ khóa inline ngay đầu. Hả? Lưu ý là không phải lúc nào trình biên dịch cũng có thể chuyển cái hàm của bạn về dạng inline. Tức là nếu như mà bạn có những cái thủ tục gì đó, ví dụ như là gọi để query chẳng hạn, thì có thể là cái chuyện mà gọi hàm inline nó không phải là bê nguyên đoạn code vô trong cái chỗ bạn gọi hàm đâu, nó không có giống như vậy ha. Thì cẩn thận với cái inline này. Mặc dù nó là một cái công cụ rất là tốt cho các bạn hiện thực những cái code nhanh ha. Thì thông thường các bạn sẽ không cần tới cái này đâu, trừ một số tình huống đặc biệt như tôi nói là các bạn gọi đi gọi lại cái hàm đó quá nhiều, và cái hàm đó thực ra nó cũng không phức tạp lắm, thì các bạn sẽ cần inline. Và nói tới đây thì các bạn sẽ thấy có một cái điểm tương đồng giữa inline function với lại macro, đúng không nào? Thì tôi có nhắc cho các bạn macro lúc trước á, các bạn sẽ thấy cơ chế của nó là thay thế, hay nói cách khác bạn định nghĩa một cái đoạn code xong rồi bạn thay thế cái đoạn code đó vô cái chỗ mà bạn gọi cái macro. Thì cái đó cũng là một cái cách để tăng cái hiệu suất của mã nguồn của bạn. Tuy nhiên có một điều mà tôi lưu ý với các bạn là hàm inline và macro là khác nhau nha. Macro là chẳng qua là cái bước tiền xử lý, thì các bạn thay thế cái code, được chưa? Rồi bạn biên dịch. Còn inline là ok, cái đoạn code đó tôi dịch rồi, nhưng mà chỗ này anh gọi hàm thì tôi cố gắng tôi đặt nguyên cái đoạn code mà tôi đã dịch đó vào trong chỗ đó. À, nó khác nhau một tí ha. Rồi, bây giờ chúng ta nói về cái cách mà truyền tham số trong hàm. Thì ở đây thông thường các bạn sẽ thấy khi các bạn làm việc với hàm sẽ có hai cái cách để truyền tham số. Một cái mà phổ biến nhất mà chúng ta vẫn hay làm đó là truyền tham trị. Được chưa? Truyền tham trị có nghĩa là gì? Là bạn sẽ copy cái giá trị mà bạn truyền vào vào trong cái biến cục bộ của hàm. Và cái cách thứ hai các bạn làm đó là truyền bằng tham khảo. Thì đối với C cộng cộng, nó cho phép các bạn truyền tham khảo. Và điều đó có nghĩa là gì? Là cái giá trị cục bộ của bạn khai báo trong cái hàm nó là tham khảo. Nó sẽ được associate với lại cái giá trị mà bạn đặt vào. Được chưa? Và điều đó có nghĩa là nếu như bạn thay đổi cái gì trong thân hàm liên quan tới cái biến tham khảo đó, thì cái ô nhớ mà bạn tham khảo tới nó cũng thay đổi giá trị. Cái việc mà dùng tham khảo này thì trong rất nhiều tình huống khi các bạn muốn vừa thay đổi cái input của các bạn luôn trong cái quá trình thực thi hàm, thì bạn sẽ dùng cái tham khảo này, được không? Đây là một cái ví dụ mà giúp cho các bạn hình dung cái tình huống.
Ở đây chúng ta có một cái hàm. Hàm này tên là increment, không trả về giá trị ha. Và nó nhận vào đối số là một tham khảo đến một cái giá trị integer. Như vậy cái nội dung của hàm này nó làm gì? Nó tăng giá trị integer đó lên một. Như vậy các bạn thấy là đầu tiên tôi có một cái biến integer, tôi khởi trị cho nó là 34. Tôi xuất ra cái giá trị này thì đương nhiên các bạn thấy trên màn hình sẽ là 34. Tôi gọi increment a. Như vậy các bạn hình dung là gì? Ngay tại cái lúc bạn gọi như thế này thì cái biến cục bộ input này là một biến tham khảo. Nó sẽ được tham khảo đến cái biến a. Hay nói cách khác là các bạn hình dung ở đây chúng ta giống như có một cái câu lệnh như thế này. Integer tham khảo input. Các bạn còn nhớ khai báo một cái biến tham khảo rồi đúng không? Thì ở đây input là một cái biến cục bộ, là một biến tham khảo cục bộ, và lúc mà bạn gọi hàm là cái tham khảo này được khởi trị là A. Có nghĩa là nó tham khảo trực tiếp tới A. Như vậy bạn tăng input này lên 1 có nghĩa là bạn tăng A lên 1. Như vậy chỗ này khi các bạn in A ở đây, cái bạn nhận được sẽ là 35. Bởi vì gọi hàm đó xong là nó thay đổi giá trị rồi. Rồi. Bây giờ chúng ta nói qua về cách sử dụng array. Thì array chúng ta đã thảo luận trong buổi trước đúng không nào? Như vậy khi các bạn làm việc với hàm á thì các bạn sẽ thấy là các bạn cần phải làm việc với mảng khá là nhiều. Như vậy các bạn có thể khai báo cái input của các bạn là một mảng theo nhiều cách khác nhau. Thì giống như các bạn thấy ở đây á là tôi khai báo một cái biến kiểu con trỏ, được chưa? Array name này là một biến kiểu con trỏ đến cái kiểu dữ liệu mà cái array đó chứa. Một cái cách khác là gì? Tôi cũng khai báo một cái biến cục bộ, nhưng mà tôi khai báo nó giống như là khai báo của array vậy. Nhưng mà lưu ý cả ba cái cách khai báo này thì cái array name này thực chất là gì? Là một con trỏ không gì hơn ha. Thì các bạn lưu ý giống như tôi đã nói với các bạn lúc trước, cái mảng mà các bạn khai báo về cơ bản nó chỉ là một con trỏ thôi, nó chỉ đến một cái vùng nhớ liên tục. Như vậy lúc này nè, khi các bạn gọi hàm mà các bạn truyền cái mảng vào thì các bạn phải hình dung một điều là cái biến cục bộ của các bạn thực chất bây giờ là một con trỏ cục bộ. Và khi bạn truyền cái array vào thì thật ra là bạn đang lấy địa chỉ của cái array đó bạn đưa vào cái con trỏ đó. Như vậy thì tất cả những gì mà bạn thao tác trên cái array này sẽ ảnh hưởng đến cái array gốc của các bạn ở bên ngoài. Hiểu không nào? Như vậy thì nếu như các bạn muốn là ok, tôi nhận vào một cái mảng nhưng mà những cái thay đổi mà tôi làm trên cái mảng này á nó sẽ không có dính dáng gì tới cái mảng mà tôi truyền vào. Nếu bạn muốn làm chuyện đó thì có nghĩa là bạn phải tự tạo một cái mảng cục bộ riêng ở trong thân hàm và bạn copy dữ liệu. Chứ còn nếu như bạn truyền một cái mảng vào như thế này thì cái mảng đó mặc nhiên bạn hiểu là gì? Tôi đang lấy con trỏ, tôi chỉ tới lại cái mảng mà tôi truyền vào. Được chưa? Đây là một cái lưu ý rất là quan trọng khi các bạn sử dụng mảng ở trong cái danh sách đối số. Thì tôi nói cái ví dụ ở đây cho các bạn hình dung ha. Đầu tiên là tôi có một cái array có kích thước là 3, được khởi trị bởi ba giá trị này, có nghĩa là trên bộ nhớ tôi có như thế này. 33 69, ơ xin lỗi, 66 nè, 99 nè. Và cái array của tôi là cái này, cái biến array như thế này. Rồi bây giờ nói xuống cái hàm array as pointer, các bạn có một biến cục bộ array. Thật ra cái này không nên đặt tên là array nhưng không sao hết, cái này là biến cục bộ ha. Như vậy chỗ này các bạn có thể thấy là array ở đây á là một cái con trỏ kiểu integer. Như vậy khi các bạn gọi cái hàm array as pointer này thì cái array này nè nó sẽ được copy địa chỉ của cái array mà
mà bạn truyền vào, có nghĩa là bây giờ cái array này nó sẽ chứa địa chỉ của cái mạng kia. Như vậy khi các bạn thực hiện cái vòng lặp này và các bạn xuất ra giá trị thì các bạn sẽ thấy là nó xuất ra 336699 hả. Và nếu như chỗ này cái code của tôi mà thêm dấu cộng cộng ở đây nữa, có nghĩa là tôi cũng xuất ra nhưng mà sau đó cái giá trị của cái mảng này nó đã không còn là như vậy nữa, nó sẽ thành là 34, 67 và 100. Lý do là bởi vì cái này tôi đang chỉ trực tiếp đến cái ô nhớ đó, và những gì mà tôi thay đổi trên ô nhớ đó đương nhiên là ảnh hưởng đến cái content hiện tại, được chưa? Rồi, đó là một số cái ý quan trọng mà các bạn cần biết khi các bạn làm việc với mảng ở trong hàm. Thì có nhiều cái câu hỏi mà tôi nghĩ các bạn đang có trong đầu, và tôi muốn các bạn đặt ra câu hỏi để chúng ta thảo luận trong trong cái phần thảo luận trên lớp ha. Rồi, bây giờ chúng ta nói qua về những cái tham những giá trị mặc định của biến. Như vậy thì đầu tiên là các bạn sẽ thấy là đôi khi chúng ta thiết kế một cái hàm thì có những cái tham số các bạn không nhất thiết phải cung cấp, coi như là ai cũng hiểu nó mặc nhiên là có giá trị đó. Như vậy thì chúng ta sẽ có một cái cách để khai báo cho trình biên dịch biết là ok, cái hàm đó là nhận vào cái giá trị mặc định sẽ là bao nhiêu. Như vậy thì cái lưu ý đầu tiên các bạn cần lưu ý ở đây đó là những cái tham số mặc định đó các bạn phải đặt ở bên tay phải của cái danh mục đối số. Tại sao phải phải làm chuyện đó? Thí dụ như tôi có một cái hàm như thế này, integer full in float float, ok. Rồi, nếu như mà tôi đặt cái biến mà có giá trị mặc định đâu đó ở giữa thì khi mà tôi gọi cái hàm foo á, nó sẽ dẫn đến nhập nhằng. Giả sử như tôi gọi in foo và chỗ này tôi gọi 1 2.5, như vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là tôi gọi foo này tôi sẽ gọi foo nào, hiểu không nào? Nếu như tôi gọi với hai tham số thì các bạn thấy là ok, chắc là cái đối số mặc định bây giờ là thế này à. Cẩn thận nhé, khi bạn bỏ qua một cái giá trị trong cái lời gọi hàm thì điều này rất là nguy hiểm, đặc biệt khi mà các bạn có nhiều cái biến thể khác nhau của cái hàm thì cái việc mà gọi này nó sẽ dẫn đến nhập nhằng. Như vậy cái câu hỏi ở đây là 2.5 này là 2.5 ở cuối hay là 2.5 đầu, được không? Trong cái tình huống mà các bạn đang thấy, có thể các bạn dễ dàng các bạn suy luận ra được là ok, chỉ có khả năng là tôi thiếu một tham số và cái tham số đó là cái tham số 2.5. Nhưng mà bởi vì trong cái định nghĩa hàm nó có một cái khái niệm nữa là khái niệm về định nghĩa chồng hàm, có nghĩa là bạn có thể có một cái hàm có hai tham số nữa. Như vậy xui cho các bạn là nếu như một cái hàm có hai tham số mà hai tham số đó lại bị trùng với cái chuyện tham số mặc định thì sao? Khá nhiều vấn đề ha. Và tôi muốn các bạn nghĩ về cái vấn đề mà tôi vừa nêu để chúng ta thảo luận trên lớp, tại vì đây là một chuyện quan trọng. Bây giờ cho các bạn xem cái ví dụ để các bạn hình dung là cái tham số mặc định nghĩa là gì. Ở trong ví dụ này thì khá là đơn giản, tôi có một cái prototype của cái hàm như thế này. Tôi khai báo như thế này có nghĩa là gì? Cái biến đầu tiên của tôi có giá trị mặc định là 1, biến thứ hai có giá trị mặc định cũng là 1 và biến thứ ba cũng có giá trị mặc định là 1. Như vậy thì trong cái lời gọi này nè, tôi hoàn toàn không truyền bất kỳ giá trị nào cho cái danh sách tham số của tôi. Như vậy trình biên dịch sẽ tự hiểu là gì? Là lấy ba cái giá trị mặc định này để cho length, width và height. Ok, tức là ba biến đó được khởi trị mặc định là 1 hết. Trong cái lời gọi hàm thứ hai này, tôi gọi và tôi truyền một đối số là 10. Như vậy cái câu hỏi đặt ra ở đây là các bạn sẽ truyền 10 cho cái nào? Thì như tôi đã nói, nếu như bạn không đặt ra một cái quy luật nào về cái chuyện mà vị trí của tham số mặc định thì các bạn sẽ rất là confused, bạn không biết là 10 này nên gán cho
length hay 10 nó gắn cho width hay là 10 nó gắn cho height. Như vậy đối với trình biên dịch á, thì khi các bạn truyền tham số thì nó sẽ ưu tiên truyền từ trái qua phải. Như vậy 10 ở đây nó sẽ gắn vào length. Length bằng 10. Được chưa? Bởi vì bạn gọi cái này là tham số đầu tiên thì nó ưu tiên nó gắn bên trái trước. Xong rồi tới tham số thứ hai nó thấy ồ không có giá trị, như vậy mặc định lúc trước các bạn khai báo là 1 thì nó gắn cho 1. Được chưa? Đây là quy tắc cơ bản của khai báo. Hả? Rồi, như vậy cái việc mà khai báo tham số mặc định thì khá là đơn giản. Tuy nhiên những cái vấn đề về nhọc nhằn á, chúng ta sẽ thảo luận trên lớp và tôi hy vọng là các bạn chuẩn bị trước cái này để chúng ta thảo luận nhé. Tôi sẽ giải thích cho các bạn kỹ hơn. Rồi, tiếp theo chúng ta nói về một cái khái niệm nữa gọi là khái niệm function overloading hay còn gọi là định nghĩa chồng hàm. Thì định nghĩa chồng hàm là gì? Trong ngôn ngữ, và đặc biệt là ngôn ngữ này, nó cho phép các bạn viết nhiều hàm có cùng một tên. Hay nói cách khác đơn giản như thế này nè. Các bạn thực hiện một chức năng nào đó thì danh sách đối số của các bạn có lúc thì nó là thế này, có lúc thì nó là thế kia. Có thể các bạn lúc thì bạn có 3 tham số, có thể lúc bạn có 5 tham số với những cái kiểu dữ liệu rất là khác nhau. Ví dụ nha, bạn làm một cái thao tác là tính tổng thì có lúc bạn tính tổng integer, nhưng mà cũng có lúc bạn tính tổng integer và float, cũng có lúc bạn tính tổng float và float. Như vậy thì bạn không có nhu cầu bạn đặt cái nhiều cái hàm có nhiều tên khác nhau, ví dụ như là sum in in hay là sum in float vân vân, mà bạn chỉ nói là tính sum thôi. Như vậy thì bạn sẽ viết nhiều cái hàm khác nhau nhưng mà có cùng một tên là sum, chỉ là cái danh mục đối số khác nhau thôi. Như vậy ở đây á, khi bạn định nghĩa chồng hàm thì bạn phải chú ý cho tôi một cái điều, đó là cái function signature. Đây là một cái khái niệm cực kỳ quan trọng. Nó khác cái prototype ha. Prototype là các bạn có nguyên một cái danh mục đối số, tên hàm và kiểu trả về. Còn function signature ở đây được định nghĩa là gì? Là chỉ bao gồm tên hàm và danh sách đối số thôi. Hay nói cách khác là gì? Cái này nó giúp cho chúng ta tránh nhập nhằng ha. Ví dụ các bạn có một cái hàm như sau: in sum in in. Như vậy thì cái function này nó tên là sum, nó nhận vào hai đối số integer, như vậy nó là một cái signature. Như vậy một cái hàm khác, được không? Một cái hàm khác, ví dụ như tôi có cái hàm này float, tên của nó là sum nhưng mà tôi nhận vào đối số in in. Được hay không được? Bạn có thể nói là hai cái prototype này khác nhau, như vậy cái định nghĩa này là hoàn toàn hợp lệ, nhưng không. Bởi vì lúc này bạn có một cái hàm cũng tên là sum, cũng nhận vào hai đối số integer, nhưng mà cái kiểu trả về lúc này của các bạn chỉ khác nhau thôi. Nhưng mà trình biên dịch không quan tâm chuyện đó. Trình biên dịch chỉ quan tâm là gì? Đã tồn tại một cái hàm với cái signature này và bây giờ lại có một cái hàm khác cũng có signature này. Như vậy, lúc mà bạn gọi, thí dụ nha, bạn có một cái câu lệnh như sau: float x bằng sum 1, 2. Như vậy bạn gọi sum 1, 2 là bạn đang gọi cái nào? Bạn đang gọi cái trên hay cái dưới? Bạn có thể nói rằng là gì? Tại sao trình biên dịch lại không suy luận là tôi phải gọi cái hàm ở dưới? Tại vì cái kiểu trả về của nó là float, thì lúc đó tôi gán vào biến float thì nó hợp lý hơn là tôi gọi cái hàm trên. Nhưng mà các bạn lưu ý như thế này: tôi gọi cái hàm trên không có gì sai. Tôi nhận vào hai đối số 1, 2, tôi trả về giá trị integer, xong rồi tôi ép kiểu integer đó về float cũng không có gì sai. Như vậy ở đây không có lý do gì mà tôi không gọi được. Hiểu không nào? Như vậy chỗ này là gì? Cái signature đã giống nhau rồi thì trình biên dịch sẽ báo lỗi ngay lập tức là bạn không thể làm được chuyện này. Bởi vì chúng ta có hai cái hàm với cùng một signature. Được không? Như vậy lưu ý giùm tôi là gì?
Khi các bạn định nghĩa chồng hàm thì signature bắt buộc phải là khác nhau. Ha? Đây là một cái đặc điểm quan trọng. Rồi, thì giống như tôi nói, cái ví dụ này là một trong những ví dụ rất là cơ bản và đơn giản mà các bạn có thể tham khảo. Ở đây tôi khai báo ba cái hàm đều tên là S hết. Nhưng mà lúc thì bạn S2 số float, lúc thì bạn S in với double, lúc thì bạn S in với in. Đúng không? Như vậy thì cùng là S thôi, nhưng mà tôi có ba kiểu khác nhau. Như vậy lúc này tùy thuộc vào cái cách bạn gọi hàm mà những cái hàm tương ứng sẽ được match cho phù hợp, và thỉnh thoảng sẽ có cái vấn đề về về ép kiểu. Và cái này cũng là một cái mà tôi muốn các bạn suy nghĩ. Các bạn cần phải đặt ra trong đầu của mình những cái tình huống mà khi nào cái việc ép kiểu đó nó dẫn đến là gọi hàm khác nhau. Tại vì cái này có thể không ảnh hưởng tới các bạn ngay bây giờ đâu, nhưng mà trong trong thực tế là sẽ có ảnh hưởng lớn nếu như các bạn có rất nhiều cái biến thể khác nhau của những cái hàm overload này, và cái cách gọi hàm của các bạn nó tương đối là phong phú ha. Thì chú ý cái đó, và tôi muốn các bạn suy nghĩ về cái vấn đề này để các bạn cùng thảo luận trên lớp được chưa? Rồi, như vậy thì khi các bạn làm việc với những cái header file á, thì chủ yếu là gì? Trong cái header file đó, giống như tôi đã nói với các bạn là gì? Các bạn cần phải định nghĩa cái hàm ở trong cái header file, và cái định nghĩa mà bạn đặt ở trong cái header file đó thường á, là cái function declaration hay là function prototype. Thì để cho trình bị dịch biết là có cái hàm đó để tôi xài thôi. Còn cái code thực sự của cái hàm đó thì nó thường là nó nằm trong file CPP hoặc là những cái file hiện thực khác được biên dịch riêng. Ha? Thì cái này là một cái lưu ý mà các bạn cần biết về hàm. Thì đó là sơ qua những cái tính năng cơ bản của hàm. Các bạn cần chú ý ha. Chúng ta sẽ thảo luận kỹ hơn về cái này ở trên lớp.